Bữa nay Lục cho tụi biết mình còn 300g đậu đen xanh lòng, cho nên mình sẽ nấu chè đậu đen nha. Đậu thì mình sẽ ngâm qua đêm, giờ mình sẽ cho 1 lít nước vào nồi để nấu chè nha mọi người. Mình cho hết phần đậu đã ngâm vào nồi và nấu với lửa lớn nha. Nấu được khoảng 30 phút thì mình sẽ giảm lửa lên nha mọi người. Tùy theo đậu của mọi người là đậu cũ hay đậu mới mà mình nấu thời gian cho phù hợp nha. Mình sẽ tắt bếp và ủ khoảng 30 phút rồi mình sẽ bật bếp lên và nấu tiếp tầm khoảng 15 phút nữa. Sau 15 phút thì mình sẽ tắt bếp, lọc nước và đậu ra riêng. Cách này thấy hơi rườm rà nhưng mà khi mọi người nấu theo cách này á, thì hạt đậu của mình sẽ mềm dẻo và nước đậu của mình sẽ ngọt thanh ngon hơn. Cho nồi đậu trở lên bếp rồi mình cho 300g đường phèn vào và nấu cho tan đường nha mọi người. Mình dùng đường phèn để cho có vị thanh mát, còn nếu ai không có đường phèn thì cứ dùng đường khác cũng được nha. Sau khi đường tan hết thì mình sẽ đổ phần nước đậu lúc nãy vào. Tiếp tục nấu với lửa vừa và kiểm tra thường xuyên xem hạt đậu của mình đã chín mềm chưa nha mọi người. Túi đậu của mình cũ rồi cho nên nấu hơi lâu mềm á mọi người. Mình cho thêm nước và tiếp tục nấu cho đến khi đậu chín mềm thì tắt bếp. Tổng cộng lượng nước mà mình dùng để hoàn thành nồi chè này là 4 lít nước đó mọi người. Nhớ điều chỉnh độ ngọt và lượng nước cho phù hợp nha mọi người. Hello mọi người, đây là chè đậu đen mà mình đã nấu nè mọi người.